Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 1, bài 50. So sánh các số tròn trăm, tròn trục. Vở bài tập môn toán lớp 2, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang để chúng ta cùng học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách ra trang số 45 nào. Rồi chúng mình sẽ đến với cái bài số 1 này. Thì yêu cầu này, điền cái dấu lớn hơn, dấu nhỏ hơn hoặc là gì? Dấu bằng. Đúng không? Đó. Vậy họ cho này, 400 so với 450 này. Các em thấy này, 4, 5, 0 thì nó sẽ bằng bao nhiêu? Là 400 cộng với mấy? 5, 50. Vậy đây chỉ có mấy? 400 này. Như vậy anh này hơn hẳn bao nhiêu đây? 50 đúng không? Nên 400 này sẽ nhỏ hơn 450. 370 so với 340 này. Hàng trăm này, đây số 3, đây số 3 này. Hàng chục này, 70, anh này có mấy? 40, vậy thì 70 này phải lớn hơn 40. Nên 370 phải lớn hơn 340. 700 với 300, hàng trăm 7, đây hàng trăm là 3. 7 sẽ lớn hơn 3. 990 so với 1000. Như vậy ở đây là gì? Có hàng nghìn mà đây chỉ có hàng gì? Hàng trăm. Hay mình nhìn vào đây, đây chỉ có 3 chữ số, đây mấy? 4 chữ số. Vậy thì 3 chữ số lúc nào cũng sẽ gì? Nhỏ hơn 4 chữ số. Tiếp theo này, 790 so với 8 gì? 800 này. Hàng trăm đây là 7, hàng trăm đây là mấy? 8. Như vậy thì 800 này sẽ lớn hơn 790. Được chưa? Rồi, ở đây có này, 40 cộng với 50. Vậy thì các em biết 40 cộng với 50 thì sẽ là 9 gì? 90. 90 so với 90 thì sẽ bằng nhau. Được chưa? Đó. Như vậy chúng mình đã hoàn thành được cái bài số 1 nha. Sang bài số 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Đó, như vậy thì ở bài này thì chúng mình nhìn ở đây giống như một bài toán lớp mấy? Lớp 1 thôi đúng không? 670, 680. Mình nhìn thấy nè, trên cái tia số này cứ số đứng sau hơn số đứng trước là mấy? 10 đơn vị hay là 10 này. 70, 80. Vậy thì tiếp tục phải đến là gì? 6, 9, 0. Đúng không? 6, 9, 0 sẽ đến 700. 700 sẽ đến 710, 720, 730, 740. Được chưa? 750, 7 gì? 60. Câu B nè. Trong các số em vừa viết ở câu A, số lớn nhất là... Đấy, vậy thì nhìn đây. Số lớn nhất là số nào? Số cuối cùng rồi nè. Đúng không? 7, 6, 0. Và số bé nhất sẽ là bao nhiêu? Số đầu tiên. 6, 7, 0. Được chưa? Xong nhá. Rồi, bài số 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu đúng. Câu đúng nha các em. Có hai đội thu hoạch cà chua. Đội 1 gồm các bạn Mai, Việt, Nam và My. Thu hoạch được 230 quả cà chua. Đây chúng ta ghi nè. Chú ý nè, những cái số liệu chúng mình cần ghi ra giấy nháp nhé. Đội số 1. Đây người ta ghi là đội 1 nè. Được bao nhiêu? 230 quả cà chua. Được chưa? Đội 2 thì sẽ có các bạn là robot. Như vậy đội 2 chỉ có một mình bạn robot thôi. Bạn ấy lại thu hoạch được nè. Đội số 2 nè.
Một bạn robot thôi nhá. Bạn thu hoạch được bao nhiêu? 3, 2, 0. Quả nè. Vậy thì đây là gì? Dữ liệu đề bài người ta cho. Người ta sẽ có 3 cái câu trả lời như sau này. Số quả cà chua đội 1 thu hoạch được nhiều hơn đội 2. Như vậy câu này đúng không? Đội 1 có 2, 3, 0. Mình chỉ cần so sánh nè. 2, 3, 0 với lại 3, 2, 0. Như vậy hàng trăm đây là 2, hàng trăm đây là 3. Vậy rõ ràng 3 này phải lớn hơn 2 rồi đúng không? Vậy câu này là câu sao? Sai nè. Được chưa? Số quả cà chua đội 1 thu hoạch được ít hơn đội 2. Đúng không? Đúng là câu này đúng nè. Đấy, vậy thì tí nữa mình sẽ khoanh nhá. Số quả cà chua hai đội thu hoạch bằng nhau. Có bằng nhau được không? Không bằng nhau. Đề bài yêu cầu nè. Khoanh vào chữ câu trả lời đúng. Như vậy ở đây có câu gì? Câu B là câu đúng thì mình sẽ khoanh vào đây. Đấy. Như vậy ở đây chúng ta sẽ xóa nó đi. Được chưa? Xong chưa nào? Rồi. Cái máy có thể lại hết điện rồi. Sang bài số 4. Viết cái số thích hợp vào chỗ chấm. Xếp que tính được số 930 như hình. Đây các em nhìn cái que tính này nè. 930. Đúng không? Bây giờ đề bài thì yêu cầu này. Chuyển chỗ một que tính để được số tròn trục lớn hơn số đã cho. Và cái số mình tạo được là số nào? Đấy, như vậy cái số người ta đã cho mình đây nè. Chính là số 930 đúng không? Đấy, được xếp thành các cái que tính như thế này. Đây, số 9 nhá. Đúng không? Rồi, số 3 này. Đây, số 3 của chúng ta đây. Các em quan sát thầy làm nhanh nhá. Rồi, đây là số gì? Số 0 nè. Đây là các cái que tính người ta cho. Đúng không? Vậy bây giờ thì yêu cầu là chuyển chỗ một que. Một que tính thôi. Như vậy mình sẽ chuyển chỗ anh nào? Các em quan sát. Như vậy chúng ta sẽ chuyển cái số 5 này nè các em. Số 3 này này sang đây này. Cái thanh que tính này này. Từ đây này. Chúng ta chuyển nó sang đây này. Sang vị trí này nè. Đấy. Như vậy đây nó sẽ được số bao nhiêu? Đây thầy sẽ chuyển nhá. Số 9 chúng ta vẫn giữ nguyên các cái que tính nè. Đúng chưa? Rồi ở đây nè. Que tính nè. Que tính này thầy sẽ chuyển nó sang bên vị trí đây. Được chưa? Đấy. Thì ở đây vẫn còn các que tính này đúng không? Đúng chưa? Rồi vậy thì mình được số bao nhiêu đây? Số bao nhiêu? À khi chúng ta chuyển chỗ một cái que tính này thì chúng ta sẽ được số đó là 9 gì? 9, 5, 0. Và số ban đầu người ta cho là 9 gì? 30 này. Đó có phải 930 này nhỉ? Nhỏ hơn không? Đáp ứng yêu cầu đề bài chưa? Đó. Làm sao cho cái số mình chuyển được này phải lớn hơn. Đấy, vậy thì số mình cần tìm đây chính là 9, 5, 0. Được chưa các em? Xong nhá. Và đến đây chúng mình đã hoàn thành được tiết số 1. Đừng quên chia sẻ kênh và video này nhá.